Với phương châm ban đầu là hỗ trợ các em học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật duy trì việc học tập, ít nhất cũng phải hoàn thành bậc trung học phổ thông để có thể được học nghề, thuận lợi vào đời sau đó của chương trình học bổng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo mà sau này là học bổng nhân thiện đã giúp hàng trăm em học sinh thuộc diện khó khăn viết tiếp những trang mơ ước tưởng chừng đã buộc phải dở dang. Và nhiều em trong số này đã vượt lên mặc cảm khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn của bản thân để hoàn thành các chương trình đại học sau đại học. Chương trình học bổng nâng bước đến trường hướng tới nhóm các em học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật là một trong 7 chương trình hoạt động chính của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre từ khi hội ra đời trong suốt 20 năm qua. Từ năm 2011, chương trình học bổng này của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập quỹ học bổng nhân thiện. Với 46.216 suất học bổng được trao từ khi hội ra đời và trên 40.000 suất từ khi học bổng nhân thiện được thành lập với tổng trị giá gần 55 tỷ đồng, không chỉ giúp các em học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật được tiếp tục đến trường mà còn góp phần mang tới tương lai tươi sáng cho bao hoàn cảnh khó khăn. Hộ gia đình của chị Quỳnh Thị Tố Như ở thị trấn Ba Tri là một minh chứng. Chồng bị tai nạn lao động qua đời khi đứa con gái út vừa tròn 8 tháng tuổi. Không thể kể hết những khó khăn vất vả của người phụ nữ nghèo cùng 3 đứa con gái mà đứa lớn nhất cũng chỉ mới 8 tuổi, phải sống trong căn nhà cột chôn siêu dẹo. Nhưng nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của nhiều tổ chức cá nhân, riêng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri đã đưa các con của chị Tố Như vào danh sách được nhận học bổng nâng bước đến trường và sau này là học bổng nhân thiện của hội. Đặc biệt, hội còn nhận chị Như vào làm tại bếp ăn từ thiện phục vụ bệnh nhân nghèo đặt tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ba Tri. Em rất biết ơn những người các mạnh thường quân và những người cô chú ở tên bên đó đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều, giúp thì các nhà nè, cho ở nè, nhiều khi là ở trên tỉnh về ở tỉnh là xuống mà kêu mấy nhỏ lên là cũng cho tiền đủ thêm vậy đó, thì gạo là cấp gạo mỗi tháng là đứa một chục cái gạo. Hoàn cảnh có thể xem là đặc biệt khó khăn, nhưng ngoài sự nỗ lực của người mẹ quá Quỳnh Thị Tố Như, ý chí phấn đấu học tập của các con của chị Như không thể không kể đến sự trợ giúp của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri, đặc biệt là học bổng nhân thiện của hội. Với hội thì mình cũng không có giúp đỡ được gì nhiều, ví dụ như thỉnh thoảng thì gạo, tóc, quà cáp đồ của nhà từ thiện thôi. Nhưng mà đối với cái khi mà được hỗ trợ cái nhà đó rồi cái đối với trẻ mồ côi á, thì cái tổ chức gì của tổ chức ở bên vòng lao động thương binh xã hội thì có hỗ trợ cho con cũng như mỗi đứa là 10 kg gạo một tháng. Rồi khi mà nghỉ hè rồi chuẩn bị vô năm học mới thì có cho sách vở. Rồi khi có cái học bổng nhân thiện thì mình có giải quyết. Hai cô con gái lớn của chị Tố Như sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã chọn con đường lao động dài hạn tại Nhật Bản. Cô con gái út vừa tốt nghiệp cao đẳng và đã tìm được việc làm. Ngoài việc căn nhà tình thương năm xưa được sửa sang, nâng cấp và lưu giữ như một kỷ niệm của gia đình, các con của chị Như cũng đã xây cho mẹ một căn nhà khang trang kế bên với kinh phí xây dựng trên 700 triệu đồng cách đây 2 năm. Riêng với chị Quỳnh Thị Tố Như, dù với tay nghề nấu bếp của chị đã có thể có nhiều lựa chọn, mang lại lợi ích kinh tế nhiều hơn cho bản thân, gia đình. Song người phụ nữ này đã chọn làm việc tại bếp ăn từ thiện phục vụ bệnh nhân nghèo của chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri. Cũng có cơ quan người ta có cần cái người cấp dưỡng thì mình cũng có nói, như mặc dù ở hội lúc đó thì cũng khó khăn kiếm người, nhưng mình có khuyên Như thôi giờ đi qua bên đó mình giới thiệu qua bển để bên đó có cái thu nhập cao hơn, thì cũng có những cái chế độ khác. Thì năm đó muốn nói Như nếu qua đó thì sau này mình cũng được có cái chế độ bảo hiểm, rồi sau này nghỉ hưu rồi cũng có tiền. Chứ giờ bên đây thì hội bên đây thì chỉ có vậy thôi, tháng nào thì nhận lương tháng nấy vậy thôi, chứ còn cũng không có cái gì khác. Thì Như nói hồi lúc Như khó khăn thì cũng được hội rồi cũng được xã hội giúp đỡ để mà nó cố gắng nó vượt qua cái khó khăn gia đình, thì thôi giờ cũng gắn bó với hội để làm, tại vì người ta có của thì nó có công, nó cũng góp sức vô đó. Nó nói con phải con có tiền, con không nhận tiền của cô Sáu, nó nghe thương lắm. Vậy là không chỉ có học bổng nhân thiện, chương trình nâng bước đến trường của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre đã cùng ngành giáo dục tỉnh nhà trang bị tri thức cho hàng chục ngàn học sinh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
giúp nhiều người có việc làm ổn định, vươn lên khá giả và góp phần phát triển kinh tế xã hội, mà các chương trình hoạt động khác của hội trong 20 năm qua còn lan tỏa ngọn lửa nhân ái, huy động được nhiều người cùng tham gia công tác thiện nguyện.